Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày mùng 6 tháng 12 năm Quý Mão, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, phân ban địa giới Trung ương tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị họp mặt phân ban pháp luật thuộc ban pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa tu mừng Phật thành đạo. Các tự viện tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023. Phật giáo Bạc Liêu khánh thành cầu tri ân 4 và trao quà các em học sinh. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để tổng hợp đánh giá được những thành tựu Phật sự trong năm qua, thảo luận và đề ra đường hướng hoạt động cho năm tiếp theo, sáng nay ngày 16 tháng 1 năm 2024 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban địa giới Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Quang Lâm chứng minh có nhiệm vị trưởng lão phó pháp chủ Hội đồng chứng minh và Thượng Thích Đức Nghiệp và Thượng Thích Thiện Nhân kiêm Chủ tịch Hội đồng trị sự trưởng ban Tăng sự Trung ương, Chư Tôn trưởng lão Hòa Thượng, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Chư Tôn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, văn phòng 2 Trung ương, chư vị ni trưởng ban chứng minh phân ban địa giới Trung ương. Phát biểu khai mạc, ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự trưởng phân ban địa giới Trung ương, thành tâm kính lễ Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm, đành nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý Phật tử về tham dự. Ni trưởng trưởng phân ban khái quát những Phật sự nổi bật mà phân ban địa giới Trung ương và các tỉnh thành đã làm được trong một năm qua. Sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, phân ban địa giới Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027 đã làm lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 để đi vào hoạt động đúng với hiến chương của giáo hội. Phân ban cũng ban hành quy chế hoạt động gồm 4 chương và 24 điều. Trên tinh thần hoằng pháp di gia vụ lợi sinh di bản hoài, quý ni trưởng, ni sư, sư cô trong các tiểu ban đã đem hết thân tâm ra phục vụ. Ngoài các Phật sự như hoằng pháp, từ thiện, an cư, giới đàn, tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni của địa giới tỉnh Bình Phước, hướng dẫn Phật tử các khóa tu và Phật sự thường niên của phân ban địa giới các tỉnh thành. Tháng 6 năm 2023, phân ban địa giới Trung ương tham dự hội nghị Sajadita tại Seoul, Hàn Quốc. Ngày 25 đến 27 tháng 10 năm 2023, phân ban địa giới Trung ương được Ban Tôn giáo Chính phủ mời gặp mặt tại thủ đô Hà Nội về chương trình biểu dương tấm gương ni giới tiêu biểu có nhiều đóng góp cho đạo Pháp và dân tộc. Nhân chuyến đi này, phân ban địa giới Trung ương đã phát 1.500 phần quà từ thiện cho 3 tỉnh vùng Tây Bắc là Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, mổ mắt cho bệnh nhân nghèo thủy tinh thể tại Bệnh viện Bưu điện với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Năm nay, phân ban địa giới Trung ương và phân ban địa giới 42 tỉnh thành đã thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương và các tỉnh vùng sâu vùng xa với tổng trị giá tịnh tài và phẩm vật từ thiện hơn 557 tỷ đồng. Ni sư Thích Nữ Huệ Đức, chánh thư ký phân ban địa giới Trung ương đã trình kế hoạch Phật sự năm 2024 gồm 13 mục. Đó là những phương hướng nhằm ổn định và phát triển địa giới trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, dưỡng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Dịp này, phân ban địa giới Trung ương đã có điều chỉnh nhân sự nhiệm kỳ chính và được sự đồng ý của ban thường trực hội đồng trị sự. Đồng thời, phân ban ra mắt ban bảo trợ do ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn làm trưởng ban. Bà Trần Thị Minh Nghe, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại hội nghị, nhận định những hoạt động của ni giới Việt Nam đã làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Nổi bật là công tác an sinh, từ thiện, xã hội do nhà nước phát động, chung tay với chính phủ chăm lo cho những người yếu thế trên khắp mọi miền tổ quốc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, phân ban ni giới nói riêng đã làm rất tốt việc hướng đồng bào Phật tử sống có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, làm tròn nghĩa vụ với đất nước. Phó Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh.
Đạo Từ, trưởng lão hòa thượng phó pháp chủ, chủ tịch hội đồng trị sự ấn tượng với thành quả Phật sự của phân ban đi giới trung ương tại các tỉnh thành đã đạt trong năm 2023, đặc biệt là công tác từ thiện hơn 557 tỷ đồng trên tổng số hơn 2.000 tỷ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Toàn thể ni giới Việt Nam trong năm qua dưới sự lãnh đạo của ni trưởng Nhật Khương, trưởng phân ban ni giới cùng các thành viên trong ban và các vị trưởng phân ban ni giới 63 tỉnh thành hội Phật giáo trong toàn quốc đã đoàn kết hòa hợp trên dưới một lòng thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của giáo hội đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, đã góp phần thành công tốt đẹp một cách nổi bật qua chương trình hoạt động Phật sự trải dài trên các tiểu bang từ tăng sự giáo dục hoằng pháp văn hóa, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, kinh tế tài chính, từ thiện xã hội, Phật giáo quốc tế, thông tin truyền thông. Mà những kết quả đó đã được đúc kết qua bản video clip mà đã trình trước hội nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin tán thán công đức và những thành quả nổi bật mà phân ban ni giới trung ương cũng như phân ban ni giới các tỉnh thành trong cả nước đã thực hiện được trong năm qua. Sách tấn đi giới, hòa thượng nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được ổn định phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc là nhờ một phần chư ni biết tôn trọng giới luật, thực hiện nghiêm chỉnh bát chính pháp, tinh tấn tu tập, nâng cao đạo hạnh, hết lòng phục vụ giáo hội và phụng sự chúng sanh. Vào chiều ngày 14 tháng 1 năm 2024 vừa qua, phân ban pháp luật thuộc Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buổi hội nghị họp mặt các thành viên tại chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, trưởng phân ban giới luật, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, trưởng phân ban pháp luật, Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Phó Ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Pháp chế Trung ương cùng chư tôn đức tăng ni và các cư sĩ là thành viên phân ban pháp luật thuộc Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Đức, trưởng ban tổ chức cho biết, hội nghị để chư tôn đức các thành viên trong phân ban pháp luật họp mặt và tham khảo nội dung hoạt động cùng đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động của phân ban trong năm tới để được chu toàn. Qua đó cũng công bố chuẩn y nhân sự phân ban và trao quyết định. Thay mặt Ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Thích Hiển Đức tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự phân ban pháp luật thuộc Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 18 thành viên do Thượng tọa Thích Tâm Đức làm trưởng phân ban. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Huệ Khai đã trao quyết định chuẩn y nhân sự đến chư vị thành viên trong phân ban. Sau đó, luật sư Đặng Thị Minh Châu, Phó Ban Thường trực Phân ban Pháp luật thông qua tóm tắt nội dung hoạt động của phân ban với 5 nội dung, gồm hệ thống hóa văn bản pháp quy của giáo hội, hệ thống các quy phạm pháp luật về tôn giáo, phổ biến tuyên truyền kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy đảm bảo tính tuân thủ và thực thi, tham mưu soạn thảo văn bản trình Hội đồng trị sự, tổ chức thực hiện. Tại buổi họp mặt, phân ban cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên. Đúc kết, Thượng tọa Thích Tâm Đức mong muốn các thành viên sẽ tạo được sự kết nối, tất cả tăng ni và đoàn luật sư tham gia có kinh nghiệm xử lý về lĩnh vực chuyên môn của ban pháp chế, phối hợp các công tác pháp chế được thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ mới này. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 1 năm 2024, tại chùa Hương Hải Thiền Viên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bốn chuyên ban gồm Ban Hoằng Pháp, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử và Thông tin Truyền thông thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, hoạch định phương hướng hoạt động cho năm 2024. Quang Lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Nhuận Hải chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức cư sĩ Phật tử thành viên bốn chuyên ban và hơn 800 Phật tử về tham dự. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký trưởng Ban Thông tin Truyền thông, phát biểu khai mạc. Đại diện bốn chuyên ban Đại đức Thích Hạnh Danh đã báo cáo tóm tắt tổng kết và trình dự thảo phương hướng hoạt động của bốn chuyên ban.
Theo đó, với tinh thần trách nhiệm của mình, các ban đã hoạt động hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng. Kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027, phối hợp tổ chức nhiều khóa tu cho các tầng lớp Phật tử mọi lứa tuổi, thông tin tuyên truyền các sự kiện Phật sự trong toàn tỉnh. Dịp này, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đã trao bằng công đức cho một số thành viên có nhiều cố gắng trong hoạt động năm Phật sự 2023. Ban đạo từ Hòa Thượng Thích Nhuận Hải đã nhắc nhở các thành viên chuyên ban cố gắng vượt qua mọi trở ngại hoàn thành Phật sự được giao phó. Ngài cũng khuyến tấn hàng Phật tử cố gắng tu học, tham dự các lớp giáo lý để hiểu đúng về chánh pháp của Đức Như Lai. Buổi lễ khép lại hoàn mãn sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trưởng ban tổ chức. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 1 năm 2024, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập cơ sở và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Phước tại ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Buổi lễ được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Chí Huồng, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Ban trị sự tỉnh, Ban trị sự huyện Gò Công Tây, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan ban ngành. Trong niềm hoan hỷ, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó Ban trị sự tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây cho biết, xã Thạnh Nhật có số lượng tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ yêu quý Phật giáo khá đông. Hiện tại nơi đây mới chỉ có một ngôi tịnh thất an thạnh, không đủ để đáp ứng nhu cầu tâm linh và tu học Phật pháp cho Phật tử. Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, Thượng tọa Thích Trung Phước, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây đã phát tâm hiến cúng phần đất do ông bà cha mẹ để lại và sự phát tâm của các anh chị trong thân tộc xây dựng cơ sở tôn giáo cho bà con và Phật tử có nơi nương tựa tâm linh. Tại buổi lễ, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó Ban Tôn giáo tỉnh đã triển khai công văn chấp thuận cho phép thành lập cơ sở tôn giáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Bà Bùi Thị Mai, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã trao công văn chấp thuận thành lập chùa đến Thượng tọa trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Để có người trực tiếp quản lý cơ sở và hướng dẫn Phật tử tu học, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng đã có quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Trung Phước trụ trì chùa An Phước. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trung Phước phát nguyện nhận nhiệm vụ và chân thành tri ân đến Chư Tôn Đức đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Để động viên cho đệ tử tiếp tục hoàn thành trách nhiệm được giao, Hòa Thượng Thích Chí Huồng đã trao pháp bảo và có lời sách tấn đến Thượng tọa Thích Trung Phước. Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Nguyễn Thanh Tuấn, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây chia sẻ niềm vui Phật giáo huyện Gò Công Tây. Chùa An Phước hình thành sẽ hướng dẫn Phật tử và người dân thực hành nhiều việc thiện, làm lợi đạo ích đời. Ban đầu tự tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc chúc mừng Ban trị sự huyện Gò Công Tây trong việc làm xiển dương Phật Pháp, tán thán tinh thần làm việc của tập thể Ban trị sự và cá nhân Thượng tọa Thích Trung Phước. Thượng tọa tin tưởng với năng lực của Thượng tọa Thích Trung Phước sẽ làm cho chùa An Phước ngày thêm trang nghiêm, Phật Pháp nơi đây ngày càng phổ hóa. Phần cuối chương trình là nghi thức thượng bản chùa An Phước. Chư Tôn Đức chứng minh và đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đã cắt băng thượng bản hiệu trong tiếng vỗ tay hoan hỷ của toàn thể hội chúng. Sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 1 tháng 12 năm Quý Mão, tại tỉnh xá Ngọc Cẩm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam trọng thể tổ chức khóa tu một ngày an lạc, kính mừng đại lễ Đức Phật thành đạo Phật lịch 2567. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Đồng Nguyệt, Phó trưởng Ban trị sự, trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh, trưởng Ban tổ chức khóa tu, nhắc lại tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật, nhấn mạnh,
Khóa tu nhằm mục đích đánh thức người Phật tử nỗ lực tu tập, đoạn trừ phiền não vô minh nghiệp chướng bằng các pháp môn mà Đức Phật đã dạy, để cầu tự độ hơn là thực hiện các nghi thức cầu nguyện. Hòa thượng mong mỏi tất cả Phật tử tinh tấn tu tập, góp phần vào việc phát triển và bảo vệ đạo pháp, mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Sau những lẵng hoa phần quà từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các ban ngành Phật giáo tỉnh gửi đến chúc mừng khóa tu, Phật tử Lê Xuân Anh, pháp danh Như Hồng, đại diện các Phật tử tham dự khóa tu, dâng lời tri ân và phát nguyện phụng hành theo sự giáo huấn hướng dẫn của Chư Tôn Đức, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy khóa tu, hòa nhã thương yêu, kính trọng đạo hữu đồng tu. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, ghi nhận và tri ân những nỗ lực của Chư Tăng Ni, Ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh và Thượng tọa Thích Giác Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì tỉnh xá Ngọc Cẩm. Hòa thượng đặc biệt tán thán quý đạo hữu Phật tử đến tham dự khóa tu và chia sẻ. Đức Phật thành đạo là sự kiện vô cùng hy hữu, mở ra con đường giải thoát cho tất cả chúng ta. Chúng ta hôm nay đang hưởng pháp vị, kế thừa pháp của Đức Thế Tôn, phải luôn có tinh thần biết ơn. Việc học tập theo lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn chính là mang hương giới định tuệ làm phẩm vật ý nghĩa nhất, cúng dường Đức Thế Tôn. Dịp này Hòa thượng Thích Phước Minh cung chúc Chư Tôn Đức Phật tử năm mới 2024. Thay lời cho Thượng trực Ban trị sự, xin thành kính cung chúc Chư Tôn Hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Chúng Tăng trong Ban trị sự tỉnh, Ban trị sự thành phố Hội An và Chư Tôn Đức cũng như toàn thể Việt Nam tín hữu Phật tử một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường, sở cầu như ý, tu hành được tháng tám. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Sau lễ khai mạc, chư hành giả tham dự khóa tu lắng nghe Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng chia sẻ ý nghĩa Phật thành đạo, mang chân lý cứu khổ độ mê đến cho nhân loại. Theo thời khóa tu tập buổi chiều, quý đạo hữu dự khóa tu tiếp tục thực hiện các thời khóa tọa thiền, tụng kinh, pháp đàn, kinh hành. Vào lúc 18 giờ tối cùng ngày diễn ra lễ hoa đăng kính mừng Phật thành đạo. Khóa tu khép lại với những thông điệp đoàn kết hòa hợp, ánh sáng của ngọn đèn chánh pháp, biểu tượng từ bi, trí tuệ được truyền trao đến mỗi người. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng Chạp năm Quý Mão, hàng nghìn Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã vân tập về chùa Bằng, Linh Tiên Tự, quận Hoàng Mai, Hà Nội để tham dự ngày tu hướng về kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Trong buổi sáng, ban tri khách đã đón tiếp các đoàn Phật tử từ các tỉnh thành phân tập về chùa Bằng, bố trí nơi nghỉ ngơi cho những Phật tử ở xa. Đúng 11 giờ, Chư Tôn Đức Tăng chùa Bằng, chùa Hoằng Pháp cùng các Phật tử đã làm lễ niệm hương bạch Phật, yết tổ, trì chú nghiêm đàn, nguyện cầu cho chương trình 2 ngày tu tập được thành tựu viên mãn. Sau đó, tại nơi lễ đài, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, lãnh đạo đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã có đôi lời chia sẻ với toàn thể đại chúng, nhắc lại về thời khắc thiêng liêng nơi cội Bồ Đề lúc sao mai vừa mọc, Bồ Tát Tất Đạt Đa thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Từ đó cho tới ngày nay, sự giác ngộ của Ngài đã thể hiện qua những giáo lý an lạc, giải thoát được lưu truyền khắp năm châu. Hàng năm, đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đều vân tập về tại nơi chùa Bằng để cùng nhau tu tập, hướng lòng thành về sự kiện trọng đại này, đồng thời đánh dấu hành trình hoạt động của đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc qua từng năm. Hòa thượng cũng bày tỏ sự tri ân tới Hòa thượng Thích Chân Tính cùng Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 11 năm qua đã luôn kết hợp để tổ chức chương trình Phật thành đạo cũng như khóa tu tuổi trẻ. Hòa thượng cũng đã thông qua chương trình tu học trong 2 ngày, đồng thời động viên sách tấn đại chúng giữ gìn giới luật, tinh tiến tu học trong 2 ngày tu này để đem hoa trái của sự tu tập dâng lên cúng giảng Đức Thế Tôn. Đầu giờ chiều, các Phật tử tiếp tục bước vào thời khảo kinh dưới sự khảo hạch đầy nghiêm ngặt của chư vị chúng trưởng đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. Chương trình khảo kinh này dành cho những Phật tử đã thọ y nhưng sau 3 năm tinh tiến tu tập, nỗ lực hành trì kinh Pháp Hoa thuộc được hai phẩm kinh 25, 28 trong bổn môn Pháp Hoa kinh và vượt qua được kỳ khảo kinh thì sẽ được làm lễ mở y. Còn đối với những Phật tử sau khi đã làm lễ mở y, 3 năm sau phải thuộc đủ 7 phẩm kinh Pháp Hoa và phải tinh tiến tu tập, nỗ lực chuyển hóa thân tâm, có sức nhẫn nhục, tâm kiên định thì mới được lên y nâu.
Cũng trong thời điểm này, các Phật tử không tham gia nghi thức khảo kinh đã vân tập về tại nơi lễ đường lớn để lắng nghe Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo thọ sư Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, giảng dạy về oai nghi người Phật tử. Thượng tọa chỉ dạy, những người Phật tử đã quy y Tam Bảo là chính thức trở thành người đệ tử của Phật. Dù là người xuất gia hay tại gia thì điều đầu tiên phải nhớ, người đệ tử Phật phải luôn tôn kính và nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Vì vậy, lúc nào người đệ tử Phật cũng cần thể hiện tinh thần tôn kính ấy trong oai nghi, đi đứng, nằm ngồi, nói năng, tụng kinh, ngồi thiền, sinh hoạt đạo tràng. Tất cả các hành động hàng ngày đều phải trang nghiêm, thân khẩu ý phải thanh tịnh như Pháp. Đặc biệt, Thượng tọa giảng sư giải thích pháp y của đạo tràng Pháp Hoa là pháp căn bản của Pháp Hoa, gốc từ Hòa Thượng Tôn Sư Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật tử Pháp Hoa cần trân trọng pháp y mình thọ trì. Khi lên khóa lễ, sinh hoạt đạo tràng, làm công tác Phật sự, chúng ta đeo y hoặc sau thời khóa thì để nơi sạch sẽ. Y là cứu mạng y, hộ mạng cho mình, làm cho thân trang nghiêm, tâm an định mà nương vào Pháp. Hơn nữa, y nâu là màu của đất. Ta tu sao cho như hạnh của đất. Đất là nơi cất chứa những khoáng sản, những vật báu của thế gian. Đất nuôi dưỡng cây cối, nuôi dưỡng ôm ấp con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Muốn trưởng thành, tập bước đi cũng là từ trên mặt đất. Vì vậy, đất vô cùng ý nghĩa. Ta đeo pháp y màu nâu thì cần giữ tâm mình như hạnh của đất, hóa giải và nhẫn nhục, chịu đựng được mọi điều khen tiếng chê của người đời. Đây chính là thể hiện oai nghi của người Phật tử, của hành giả Pháp Hoa. Tiếp đến, toàn thể Phật tử đã trang nghiêm nơi lễ đường, nhất tâm đối trước Phật đài trì tụng kinh bổn môn Pháp Hoa, nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, Phật Pháp xương minh, nhân dân an lạc hạnh phúc. Buổi tối, Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể đại chúng đã cùng tụng trọn vẹn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa theo nghi thức tụng kinh thông tiêu truyền thống, với tất cả tấm lòng trí thành, trí kính, hướng về đấng tử phụ, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, cuối năm cũng là thời gian các chùa tổng kết một năm sinh hoạt tu học, hành đạo nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hoạch định cho chương trình hoạt động trong năm tới. Sau đây là ghi nhận tại một số ngôi tự viện. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày mùng 4 tháng 12 năm Quý Mão, Tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm làm lễ tổng kết công tác Phật sự các đạo tràng tu học năm 2023. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Phổ Quang, trưởng ban tổ chức, cùng Chư Tôn Đức ban giảng huấn, giáo thọ sư và đông đảo Phật tử các đạo tràng đồng về tham dự. Phát biểu tại lễ tổng kết, Hòa thượng Thích Thanh Hùng hoan hỷ chúc mừng toàn thể Phật tử thành viên các đạo tràng trong năm qua đã nỗ lực tinh tấn tu học, tích cực tham gia đầy đủ các thời khóa tại chùa. Qua đó, Hòa thượng ân sư của đạo tràng cũng mong muốn bước sang năm mới, Phật tử các đạo tràng sẽ tiếp tục duy trì tham dự đầy đủ các thời khóa tu học để quyết tâm chung vì sự nghiệp giải thoát giác ngộ của người con Phật và báo đáp công ơn Thầy Tổ. Tiếp đó, Hòa thượng ân sư Thích Thanh Hùng cùng Chư Tôn Đức ban giảng huấn đã lần lượt trao giấy khen và những phần quà lưu niệm dành cho các chúng Phật tử thành viên các đạo tràng có thành tích xuất sắc trong tu học một năm vừa qua. Hòa thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức trong ban giảng huấn giáo thọ sư cũng gửi những lời chúc đến toàn thể Phật tử các đạo tràng thân tâm an lạc, khỏe mạnh, an lành và tinh tấn trên con đường học Phật của mình. Được biết, trong năm Quý Mão 2023, Tổ đình Phổ Quang đã tổ chức thành công 24 kỳ tu học, mỗi kỳ có trên 300 thành viên tham dự, tương đương với 7.600 lượt Phật tử tham gia tu học. Trong năm 2023, Đạo tràng Bát Quan Trai có 530 thành viên đạt thành tích xuất sắc trong tham gia tu học. Với tinh thần thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Trong năm 2023, Tổ đình Phổ Quang còn tham gia đóng góp nhiều vào công tác từ thiện xã hội tại địa phương với số tiền tổng cộng gần 614 triệu đồng. Trước đó, dưới sự chủ lễ của Thượng tọa Thích Nguyên Đắc, toàn thể đạo tràng đã nhất tâm trì tụng kinh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhà nhà được hạnh phúc, an vui. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 4 tháng Chạp năm Quý Mão, chùa Viên Lâm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Mở đầu buổi lễ, Ni sư Thích Nữ Tâm Đoan, trụ trì chùa Viên Lâm
tuyên đọc diễn văn khai mạc lễ tổng kết. Ni sư cho biết, chùa Viên Lâm được thành lập từ năm 1987 đến năm 2008, khi nhân duyên hội đủ, Ni sư Thích Nữ Tâm Đoan được thỉnh cử về trụ trì. Đến nay đã được 15 năm, trải qua một quãng đường đầy gian nan và trăn trở, nơi ngôi Già Lam này đã trở thành điểm đến tâm linh không chỉ của cộng đồng Phật tử mà còn là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Và buổi lễ hôm nay để tưởng nhớ và tri ân chư vị tiền bối đã có công cống hiến nhằm xây dựng ngôi chùa này. Theo báo cáo, ngôi chùa Viên Lâm được tổ chức và quản lý của Ni sư Thích Nữ Tâm Đoan. Bên cạnh đó còn có ban hộ trì chùa, gia đình Phật tử và các Phật tử trong đạo tràng. Dự sinh hoạt đều đặn vào các ngày trong tháng, đặc biệt là ngày 15 mùng 1 hàng tháng, có hơn 35 vị tham dự. Do nhu cầu Phật sự của chùa, đồng bào Phật tử tại địa phương và Ni sư trụ trì đã thống nhất thành lập gia đình Phật tử Viên Lâm vào ngày 9 tháng 9 năm 2023 do huynh trưởng cấp tấn Trung Anh Nguyễn Quang Vũ làm huynh trưởng, đúng theo hiến chương giáo hội và quy định của pháp luật nhà nước. Các công tác Phật sự nổi bật trong năm mà chùa đã tổ chức gồm có tổ chức lễ mừng xuân Quý Mão năm 2023, tổ chức đại lễ Phật đản, đại lễ Du Lan báo hiếu, phát quà trung thu, phát quà từ thiện, thăm khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào Phật tử, tổ chức ma chay trong và ngoài địa phương. Đặc biệt, các hoạt động từ thiện luôn được chú trọng. Trong năm nay, chùa Viên Lâm đã vận động được 69 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Huynh trưởng cấp tấn Nguyên Phục, Nguyễn Văn Khôi, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh, phó ban kim chánh thư ký, ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông qua quyết định phê chuẩn của ban trị sự Phật giáo tỉnh và trao tặng bằng chứng nhận cho các thành viên trong gia đình Phật tử chùa Viên Lâm. Trong buổi lễ, ban tổ chức cũng đã làm lễ mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà cao tuổi và trao quà cho các con em gia đình Phật tử hiếu học tại địa phương. Được biết, tối ngày 13 tháng 1 năm 2024, chùa Viên Lâm đã tổ chức đêm thiền trà và chia sẻ pháp thoại cho Thượng tọa Thích Chánh Định, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương, trụ trì chùa Tam Phước, thuyết giảng đến đại chúng. Nhằm giúp quý Phật tử ôn lại tri thức đã được lĩnh hội qua một năm tu tập tại chùa Bửu Thanh, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024, Đại Đức Thích Pháp Chánh, trụ trì chùa tổ chức chương trình Hái Hoa Dân Phật và Tổng Kết Khóa Tu với sự tham dự của chư Tôn Đức và đông đảo Phật tử đạo tràng. Mỗi Phật tử được bốc một lá thăm trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp, tự tin trả lời và nhận được những sâu chuỗi hạt xinh đẹp. Mỗi câu trả lời hay là một đóa hoa thơm kính dâng Đức Phật, bởi Phật tử đã không ngừng tinh tấn lĩnh hội giáo pháp và thấm nhuần câu kinh tiếng kệ trong suốt một năm qua. Đại Đức trụ trì cùng chư Tôn Đức ân cần chia sẻ, giải đáp những thắc mắc, giúp đạo tràng tỏ tường được những điều còn chưa rõ, từ đó tu tập theo đúng chánh pháp. Có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ chư Tôn Đức hướng dẫn, quý Phật tử trợ duyên, Đại Đức trụ trì khuyến tấn đạo tràng tâm niệm tri ân, mỗi ngày tại gia đều hành trì, sau đón Tết lại trở về đạo tràng tu học trong niềm an lạc. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2024, Đại Đức Thích Thiện Năng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu tri ân 4 và trao 48 phần quà tại ấp Đầu Sáu Tây, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Cầu tri ân 4 có chiều ngang 3,5m, dài 12m, khởi công nhân dịp kính mừng lễ vía Đức Phật A Di Đà. Đây hoàn thành với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Do Phật giáo Bạc Liêu vận động nhóm từ thiện Houston Methodist Hospital System ở Mỹ và nhóm Phát Bồ Đề Tâm hỗ trợ 100 triệu đồng, xã Lộc Ninh đối ứng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn trao tặng cho các em học sinh khó khăn của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và trường Tiểu học Nguyễn Khuyến thuộc địa bàn xã tổng 48 phần quà, tương ứng với 48 đại nguyện cao quý của Đức Phật A Di Đà. Mỗi phần gồm cặp sách vở và chuỗi hạt. Ông Danh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết, đây là địa bàn có trên 90% đồng bào dân tộc Khmer, đời sống còn rất nhiều khó khăn. Cây cầu này vô cùng quan trọng giúp bà con lưu thông, các em học sinh đi lại dễ dàng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và hứa hẹn nhiều sự phát triển trong năm mới 2024. Cuối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thời sự bso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.